Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Việt Catholic xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em hiệp thông trong lời cầu nguyện cho những người đã qua đời và cầu bình an cho chúng ta giữa trận dịch kinh hoàng này. Với những gia đình có người thân đã qua đời vì dịch bệnh này, Việt Catholic xin gửi lời phân ưu chân thành. Xin Chúa là Cha toàn năng, đoái thương đón nhận các linh hồn vào hưởng ánh sáng ngàn thu. Xin Chúa lau khô các giọt lệ của tang quyến, xin Ngài ban ơn an ủi cho quý ông bà và anh chị em. Nếu có thể được, trong các thánh lễ cầu hồn mỗi thứ sáu, xin các gia đình có người thân đã qua đời có thể để di ảnh hay tro cốt của người đã khuất ở nơi trang trọng, trong tầm nhìn và thắp nến để thêm phần sốt mến. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Cha Giuse Vũ Nhật Thăng sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm xuất sắc và an bình trong Chúa. Con kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay ngày 24 tháng 8, lễ Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Con kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Một hôm, ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đứng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giê-su thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, thì tôi đã thấy anh." Rồi ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người." Hôm nay cùng toàn thể giáo hội chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo, một trong nhóm 12 tông đồ. Tên Bartolomeo được nhắc đến trong các tin mừng Matthew, Marco và Luca, và ông thuộc danh sách các tông đồ. Riêng tin mừng Gioan không có danh sách tên của nhóm 12, nhưng lại có một số lần nhắc đến Nathanael. Và bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Nathanael qua trung gian của ông tông đồ Philip-phê. Có rất nhiều nhà chuyên môn đã kết luận Nathanael quê ở Cana và Bartolomeo là một. Nếu kết luận này đúng thì chúng ta có được thêm một số chi tiết về thánh nhân. Sau biến cố phục sinh và hiện xuống, có nhiều truyền thống ghi nhận về sinh hoạt truyền giáo của Thánh Bartolomeo ở Tiểu Á, Armenia, Mesopotamia, Ba Tư, Ấn Độ và Ai Cập. Cũng như các tông đồ khác ngoại trừ Thánh Gioan Tông Đồ
Theo truyền thống của giáo hội, Thánh Bartolomeo đã chịu ơn tử đạo. Trong cuộc gặp gỡ thú vị giữa Đức Kitô và Nathanael thì phải kể đến lời giới thiệu và trung gian của tông đồ Philippe. Nhưng chính Chúa Giêsu đã gặp Philippe trước ở miền Galilee và gọi ông theo mình trong hai câu trước của đoạn tin mừng hôm nay. Nếu Chúa Giêsu là người đầu tiên dùng cụm từ quảng bá đến mà xem cho các môn đệ đầu tiên, thì chính Philippe là người tiếp theo dùng cụm từ này với điều bộ nài nỉ: cứ đến mà xem cho Nathanael, vì ông có vẻ hoài nghi. Theo Nathanael, đứng mà sách luật Môi-se và các tiên tri nói đến không thể xuất thân từ Nazareth. Nếu chúng ta đặt mình trong bối cảnh của đất nước Do Thái mà dân chúng đang ngóng trông về một Messiah để nổi lên đánh đuổi đế quốc Roma, thì chúng ta có thể thông cảm với Nathanael. Đức Giêsu thấy và biết rõ con người của Nathanael trước khi Philippe gọi ông, nên khi ông tiến về mình thì người đã khuyến khích ông với lời khen: đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Chính Nathanael đã được đánh động với lời khen và câu trả lời của Đức Giêsu, và Ngài đã thấy và biết ông, nên ông đã tuyên xưng niềm tin: thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel. Và Chúa Giêsu hứa cho ông thấy trời mở ra để gặp gỡ và trò chuyện với con người. Nathanael đã trở nên môn đệ Chúa Giêsu nhờ lời giới thiệu của Philippe. Nhưng chính mỗi người chúng ta phải gặp gỡ Đức Giêsu để Ngài khuyến khích, kêu mời và chinh phục chúng ta. Còn nhớ lúc ở trại tị nạn Padatnikom, Thái Lan, cùng với người quay phim là anh Trúc vào những năm 1987 và tới năm 1990, sinh hoạt với các nhiều hội đoàn như Thí Người Thánh Thể, Giúp Lễ, Ca Đoàn. Có một bài hát con rất thích của Linh Mục Tiến Lộc, dòng Chúa Cứu Thế, đó là bài Gặp Gỡ Đức Kitô. Con xin cảm ơn cha Tiến Lộc đã sáng tác bài hát rất phổ biến này. Qua bài hát này, rất nhiều thế hệ đã được đánh động về Đức Kitô để gặp gỡ Ngài trong sự biến đổi, tái sinh, gặp lại chính mình và sống tình huynh đệ Kitô giáo. Lạy Thánh Bartolomeo, người đã gặp gỡ Đức Kitô và đã được biến đổi, xin cầu bầu cho chúng con. Con xin được kết thúc với điệp khúc của bài hát Gặp Gỡ Đức Kitô. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thần mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay xin tình đệ huynh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.